Chào mừng các bạn đã đến với Minh Phụng Music. Để mọi người hiểu hơn về K300S, hãy lấy một cốc cà phê và đi theo chân tụi mình đem cái ọt gan này đến với khách hàng vô cùng phong độ tại chung cư Sky Center Phú Nhuận. Cảm ơn anh đã đến showroom để tậu em nó về. Cây đàn ọt gan Kirkman K300S đến từ thương hiệu nhạc cụ nổi tiếng từ Anh Quốc xa xôi, hiện nay đang có giá là 5.500.000. Cùng tìm hiểu những lý do để chọn cái đàn này nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi. Đây là lúc anh em tụi mình đang chỉ đường cho nhau trước khi bạn ship khởi hành. Đường phố sau khi trải qua cơn mưa chiều nên thời tiết vô cùng mát mẻ. Khung cảnh xung quanh như khoác lên tấm áo mới. Những hàng cây rợp bóng mát đung đưa theo từng cơn gió. Đường xá vắng vẻ nên việc giao hàng đến nhà anh khách vô cùng dễ dàng. Khu chung cư cao cấp Sky Center đây rồi. Được anh giúp đỡ nên bạn nhân viên đã nhanh chóng đem đàn lên nhà cho anh. Căn nhà có nhiều đồ dùng hiện đại với tông màu trắng tạo sự khỏe khoắn cùng vẻ đẹp của cái đàn organ K300S mang lại điểm nhấn cho ngôi nhà. Tiến hành thôi. Bên trong thùng sẽ gồm thân đàn, giá để sách, sách hướng dẫn, nguồn, quà tặng theo đàn chính là chân đàn, bao đàn và jack phone. Được sự nhiệt tình của anh mà việc lắp đàn đã diễn ra vô cùng nhanh gọn. Trong khi đang lắp đàn, mình sẽ nói về những điểm nhấn trên cây K300S này nhé. Đàn được trang bị màn hình LCD vừa phải, thể hiện đầy đủ nội dung, giúp dễ dàng thao tác trên đàn. 61 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn cùng 128 âm polyphony giúp âm thanh lan tỏa sống động, với 508 voice chất lượng cao cùng 10 voice sampler Việt Nam như tranh, sáo, bầu, guitar cổ và 205 style nhạc đệm. Đàn có đa dạng chức năng như metronome đếm nhịp, slip chia bàn phím, freeze khóa băng tiếng khi chơi, không làm nhảy nhạc, đệm và transpose tăng giảm tông. K300S còn có cả big band giúp cho người chơi luyến lấy những bài nhạc dân ca, bolero, nhạc hoa. Cùng sự đa dạng về chức năng, đàn còn được trang bị các cổng kết nối như USB MIDI, headphone và jack cắm pedal. Còn chân chơi gì nữa mà các bạn không sở hữu ngay cái organ chất lượng này? Khi mua K300S, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Thời khắc bóc siêu và thử đàn với khách đã đến. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong video kỳ này. Hãy nhớ like, share và subscribe để ủng hộ đội ngũ Minh Phụng. Và nếu có thắc mắc, hãy comment phía dưới hoặc gọi đến hotline 0919768606 để được hỗ trợ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong các video sắp tới.